Thông thường là những cái buổi chụp của Phong hoặc là Phong làm những cái clip mà trên TikTok á, là mình muốn cái gì đó thật thôi, mình không cần phải dựng quá cầu kỳ, chỉ là đưa những cái one shot cho các bạn thấy là quá trình của Phong thực hiện thế nào, nó thật sự là như vậy. Thì thường thường là chụp dưới nước á, mấy bạn hay hỏi là có biết bơi hay không đó, thì thật sự là cũng không cần phải biết bơi đâu, mình chỉ chụp là trong vòng khoảng 5 giây là mình đã xử lý được rồi đó, 5 giây thôi, chỉ cần motion 5 giây thôi. Và lúc nào bảo hộ của Phong thì cũng có một cái bạn nhân viên bảo hộ, các bạn là bơi rất là giỏi, còn là viên bơi lội đấy, mà không mời làm về đây để mà hợp tác đấy, thì sẽ đảm bảo cho cái sự an toàn của mọi khách hàng mà đến đó, đến đây chụp. Và nếu mà cái bộ của mình, các bạn mà cảm thấy là cái hồ nước mình sau 3 mét mà thường bị rén quá đúng không, thì Phong vẫn còn một cách xử lý là gì, là Phong sẽ rút cái hồ này xuống là nó chỉ còn khoảng đó nhiều thôi, là mình chỉ cần cầm hoa đúng không, mình hộp xuống vậy đúng không, là nó sẽ có hình thôi. Là một độ đồ nàng tiên cá đây. Đó, sợi dây eo quá kéo được lên là ok. Này để xích lại, nãy em ở trong em không nhìn thấy em xích. Ok. Còn sợi dây dưới nữa, dưới cột được lại không buông. Anh chỉ em cái tay lại với cái chân lại để em nhớ nha. Dạ, phải động không? Phải động sao? Đọc dưới, đọc lên. Đặt xuống khỏi bị chuột lốt nè. Cái tay thì chân. Ok anh à. Mình có nguồn bảo hộ rồi, ok, có nguồn bảo hộ ngày. Và khi xuống là sẽ có một cái kỷ luật, khi mà buông tay đúng không, khi em thả hơi xuống không, thì em thả nè, em thả hơi xuống nè, thì cái chân của em duỗi ra. Và khi bạn bạc cái tay này nắm được không, thì bạn hít hơi ra, em thả hơi ra, và em xác định là hết hơi người đúng không, thì em buông cái tay nè, nó sẽ chìm xuống. Khi mà nó chìm xuống thì cái váy này nó sẽ đẩy lên, thì cái tay của này nó sẽ gạt xuống rồi. Em vừa gạt cái tay này xuống là em vuốt cái tàu tóc lên luôn, đâu mà tay em diễn nhớ là bạn có thao tác không nè, buông tay nè, gạt cái váy xuống nè, vuốt tóc đầu diễn. Diễn một cơ mà lại diễn cái thoải mái lên nhau, đừng có thoải mái đừng mướn miệng ra, không cứ cảm xúc trước đi. Rồi quạt nước sang rồi, máy chuẩn bị, diễn viên chuẩn bị, hết một hơi thật sâu, hết vô, hết thở từ từ ra, thở ra, thở ra em, thở còn nữa, thở ra, thở hết ra, thở ra, thở ra, buông tay, buông tay, buông tay, buông tay, buông tay, buông tay, vẫn còn lên, đỡ hơn một xíu, vẫn còn giữ 20% oxy trong người. Anh biết mà, nha. Anh biết bây giờ thở hơi nè, biết thở hay là thở hết nha. Từ từ lên, 10 phút rồi lên. Rồi. Tại vì cơ thể con người mình có thể chịu đựng được khoảng 40 giây, nha. Ok. Và anh chỉ cần 20 giây thôi, mà em mới được có 3 giây à. Ok. Làm lại nha. One more. Rồi. Quạt nước sang. Rồi. Rồi. Ok. Hít một hơi thật sâu, hít vô. Thở từ từ ra. Thở ra. Thở ra. Thở hết ra. Rồi thả đây, thả tay. Từ đáy luôn, ok. Rồi lên. Rồi, đỡ hơn rất nhiều, đó mới gọi là chụp. Ok. Đã bắt đầu có hình. Rồi, bây giờ cái mà anh muốn là cái tay phải của em. Dạ. Em thả xuống cho nó tự do ngay trong mông của em luôn. Rồi. Rồi cái tay trái thì đưa lên, thì cánh tay một tay trên, một tay dưới thì nó ra một trường cảnh rất đẹp nha. Nó tạo nên được siêu phẩm. Nhưng mà cái cách thức lấy hơi và dạy cho anh nha. Hơi nhanh mà không được căng. Thả xuống giống khi mình bước xuống mặt nước á, thì gương mặt của mình giống như mình thuyền vậy đó, mình đừng cho bị ảnh hưởng cái gì, trong đầu mình phải suy nghĩ ra, phải không? Rồi là mình suy nghĩ mình giống như một tiên nữ vậy đó, mình không bị một áp lực tới nước thì nó cũng ra cái ảnh đẹp được. Rồi thả lỏng cái tay, thả xuống cái chỗ mông nha, khi mà xuống nước là thả luôn. Bây giờ nè, anh muốn em giữ cầm trên cái tay trái cầm thôi, còn tay phải cho nó xuống tự do nó mông em này, tay phải thả xuống cái tay váy thổi cái bông này. Đúng rồi, cái bông nó hết rồi. Rồi cái tay này để cái chỗ cái đùi cho em, cái tay đó để cái chỗ cái đùi cho em, anh thả xuống tự do đi, cái tay phải của em để xuống tự do luôn đi, để xuống tự do. Không có, em giữ một tay mà. Rồi, em rồi, ok rồi. Cái tay nó không được múa, em để tự do. Rồi cái chân lấy lại rồi, chuẩn bị hết một hơi thật sâu, hết thẳng chân nha, chân đang gì nè. Rồi thả hết ra, thả ra, thả ra ra chưa, còn thả ra rồi, buông tay nhẹ nhàng xuống đi, đi nữa rồi xuống hả ba. Lấy lên chặt rồi. Rồi, cho em nghỉ 2 phút, nắm hai tay vô đi, cho em nghỉ 2 phút. Không phải đơn giản đi các bạn. Thì coi này coi. Được, đổi nguyên cây luôn, cái thân luôn em. Rút luôn. Em rút nguyên cái thân đó luôn em. Rút luôn. Rút nguyên cái thân đó luôn. Đó bỏ cái này á. Đúng rồi, cắm cái đó, cắm cái kia đó. Rồi, ok, rút cái cây ra luôn. Rồi, lên, rút cái cây ra. Rồi. Không, rút ra luôn em. Lên.
Rồi lấy cây đó lên luôn. Hao cái cây đó luôn. Lấy cái cây lớn đi, đưa vô cái cây nhỏ ở trong. Đúng rồi cậu. Trâm Anh cố gắng lên nha. Dạ. Nói chung là em giữ cái hơi là, và em biết cách điều tiết hơi thì làm rất là dễ dàng đi chụp. Rồi cắm cái cây nó vào cho. Mạnh vào. Xuống luôn. Mạnh luôn. Xuống luôn. Hey, mọi người, thực sự là một lần sản xuất của ảnh là rất là căng nha. Lấy cái miếng ở dưới này hư ra đi xem thôi. Còn team thực hiện rất là hoành tráng. Đó, ra quan góc đi. Đó, giờ nó chống rồi cho rồi. Dễ diễn luôn á. Đó, đó, cái cây đó lên. Rồi, trống rồi đấy. Trống rồi. Rồi về cái cây của cho anh cầm đi em ơi. Em để nó vô góc đi sang. Em bỏ cái đó ra góc đi. Bỏ nó lên trên phía đây luôn, trên hồ luôn. Trên hồ hay góc dưới đi. Chờ nha. Chúng ta sẽ coi một shot và cái quá trình thực hiện của Phong như thế nào. Đúng rồi, đang cái góc không thấy đúng rồi, ok. Dưới nước. Và tất cả mọi nói chung mình làm thực sự hết các bạn. Chứ không có ghép gì cả. Rồi có sao thì vậy luôn. Rồi. Trâm Anh ơi, rồi chuyến này là em diễn là em cầm cái cây cho anh nhá. Em cầm dưới cái hoa, anh cầm dưới cái hoa cho anh, cái tay phải, cái tay trái của em cầm dưới cái hoa cho anh, cầm cái cây dưới cái hoa, cầm dưới cái hoa, cầm dưới cái cây hoa của em, cái hoa đồng hồ á. Em cầm, đúng rồi, em cầm đó rồi, em chỉ việc xuống rồi và em giữ cái tay đó cho anh không. Còn cái tay phải của em á, em cứ thả lỏng cho nó xuống tự do. Em cầm cái tay trái của em cao lên tí xíu nữa, trên cái nụ hoa cho anh coi. Trên nụ hoa là trên, rồi ok, cầm dưới đó, xì xuống xíu nữa. Rồi, đặt cái phần áo ra cho nó ra cái bọt khí ở ngay chỗ cái ngực kìa. Ở phần trên phần ngực cái đó. Thấy xuống nước xíu nữa. Xuống nước đi rồi sẽ thấy. Đó này phòng. Đặt trên ngực. Ngực của em nó có đặt bị hình cái oxy đó, đặt mạnh lên. Đặt mạnh lên. Đúng rồi. Đặt mạnh lên. Đừng lên có oxy lại đó. Đúng rồi. Đặt lên. Rồi. Đặt mạnh lên. Chưa chưa còn một cục. Đúng rồi. Đập hết đi, đúng rồi. Đúng cái tay nó đúng hai bên tay nó đứng. Còn, đập mạnh lên. Rồi, trên đó. Ở trên đó, mạnh lên. Rồi, đúng rồi, cục đúng rồi, đập tiếp. Được chưa? Rồi, hết rồi. Rồi, đừng lên, cứ vô được đó. Rồi, ok, rồi, cầm cái hoa. Rồi. Đừng giữ nước cái sang này, đừng để nó giữ nước sang này. Cái kéo trong, vụn trong này. Rồi, duỗi thẳng chân ra em Phong nè. Đúng rồi, chân nó đẹp nè. Rồi, đúng rồi, tiến nữ nha. Gán đi. Hạ phàm xuống nhanh nha. Xích ra giữa tuyến đường nó không xa cho anh. Xích ra. Không phải là được rồi, không đòi hỏi gì thêm. Rồi, ok. Rồi, chuẩn bị nè. Nghe theo lệnh Phong nha. Lấy một hơi thật sâu vào. Thở hơi ra. Quạt nước sang hơi, quạt nước. Thở hơi ra. Rồi, buông tay thả lỏng nhẹ nhàng xuống. Thả lỏng nước thật lên trời, nhẹ nhàng xuống, chụp đi là lên. Em vẫn còn giữ khoảng 30% thôi á, nhưng cũng khá hơn nãy nhiều. Nhưng mà miệng vẫn còn muốn giữ nè. Em luồn tay xuống được không? Cái bông này em luồn xuống dưới được không? Được, em luồn tay xuống được. Thả em xuống sâu chút nha. Rồi, thả lỏng cái miệng bị mấm không à? Rồi bây giờ là em biết cách mà em xuống rồi nên anh không cần phải nói nữa. Bây giờ mọi người máy ở đây đang sẵn sàng với em. Rồi. Và có một cái em cần chú ý thôi, là gương mặt của em vẫn đang bị căng quá. Rồi, ok. Em thả lỏng lại nhá. Quạt nước sang rồi. Rồi, quay sang quạt nước nào. Rồi em tự động xuống đi. Nhớ giữ yên chân đấy anh. Sẵn sàng. Hiện hình đi em. Rồi gương quạt sao này. Quạt cái đó lên sao được. Gương lên sao này. Đúng đi anh. Gương sang ơi, đừng quạt nữa. Tiên nữ xuống đi. Để lấy tiên nữ. Tiên nữ. Đó, muốn tới tôi chuyện nhanh em, muốn đi. Đúng rồi. Đó. Quá đẹp. Đó, vậy đó. Đó, xuất sắc hơn, nhưng mà vẫn còn căng. Đó. Xuống đụng lên, đụng đáy luôn đi. Đó, cái kiểu giống như vậy đó. Cái kiểu là như vậy đấy, đây, chỗ đặt cái rồi. Chân cẳng là nó phải như vậy đó. Tiên nữ nó phải như vậy sau, nhưng mà tiên nữ ơi, tiên nữ làm sao mà tiên nữ thả mặt đẹp như tiên bờ á, xuống xuống động đáy luôn đây, có người cứu cái gì đó. Ok, rồi quá ok, đẹp á, làm vậy là tốt nha, làm lại nha. Ok, dạ. Ok, thì giờ em không có bay lên nữa nè. Rồi em cứ làm mặt đẹp lên cho Phong là được nha. Okay. Mặt đẹp nha. Rồi kệ đó, rồi kệ đó, rồi tới luôn, tới công chuyện nha. Quạt nước đi rồi. Rồi, áo váy nó đẹp nè, rồi chuẩn bị lên, tiếng nữ hiện hình nè. Tiếng nữ hiện hình đi. Rồi xuống, nhẹ nhàng. Đó, nhẹ nhàng, từ từ, chọc em. Rồi, đó, lượm, đúng rồi, lượm, lên. Rồi,
ổn hơn rồi nhưng mà cái miệng vẫn còn bị bấm lắm. Rồi bây giờ ráng nha, cái miệng không bị bấm nha, ráng nha, ráng quan sát cái đó nha. Ok. Em mệt, em nói mệt nha. Chưa. Rồi ok em chưa. Ráng này giữa hồ tí nha, cho anh ơi đang lại đông quá nha. Tí anh là mệt lắm rồi hả? Này giữa hồ. Rồi máy đã sẵn sàng chưa? Rồi. Xích tới sang tí nữa cho anh. Xích tới bên sang tí nữa. Rồi, okay. Máy lại sẵn sàng nè. Máy sẵn sàng. Chuẩn bị, xuống nhẹ nhàng, mặt không căng. Nhẹ nhàng, lại lướt, nguyên quá. Không nghiêng đầu là được, bóp. Yes. Khá hơn. Em ơi, có chưa? Có chưa? Kiểm tra. Đã có chưa đó. Rồi. Đẹp rồi. Bây giờ nè, cái shot tiếp theo anh không muốn là như này, cái shot kia là đã có hình rồi. Bây giờ anh muốn khi mà em xuống đúng không? Nhìn ngay cái đó qua. Ok. 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 Lại nha, vì một siêu phẩm. Rồi, làm tốt lắm em. Đang làm tốt á, thả lắm cho mặt quá, là đừng có nghiêng ngửa đầu quá. Ok. Máy chuẩn bị. Rồi. 1, 2, 3. Action. Xuống nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Dạ. Yeah. Đó, cái bánh xuống đó, đó. Anh thấy em làm bắt đầu tốt rồi. Bây giờ chỉ cần em giữ cái tay em xuống, em giữ cái tay này đó, giữ ngay đùi em luôn, giữ lại cho được tóc là giữ luôn. Em giữ luôn, em lấy tay em giữ cho anh. Rồi em xuống anh thả thôi. Cho nó khỏi, em xuống. Đúng rồi, nhưng mà em giữ cái tay trước đi cho gì, khi mà em xuống cái lực em xuống mạnh đó thì nó sẽ không có tung cái váy của em lên. Rồi. Ok. Rồi. Máy chuẩn bị nha. Em đang làm tốt nha em. Dạ. Rồi. Cứ giữ cái tinh thần đó cho anh. Em giữ hồi tí nữa. Rồi. Đó. Rồi. Cái tay giữ cái váy lại coi. Cái tay giữ cái váy ngay đùi cho anh. Rồi, nha, xuống là giữ cái máy này nha, xuống là giữ cái máy nha. Rồi, máy chuẩn bị. Máy chuẩn bị nha anh em, sẵn sàng nha anh em. Siêu phẩm nè. 1, 2, 3, action. Giữ máy, từ, rồi chậm. Rồi, lướm. Ok. Xuống sát. Bên ngoài mà giữa tiếp được. Đâu ra giữa tiếp xíu nữa. Đây nè, nếu bạn muốn gì cho bên sát này nè. Rồi, cho em xịt của bên phải của hồ cho anh khoảng nửa mét. Giữ giấy đi. Anh giấy hả? Cái gì? Còn giấy ra? Ờ, những bạn... Hết giấy rồi. Cảm ơn các bạn đã có một kênh của tôi nha. Đây là một hậu trường để có một bộ ảnh thì rất là cực rõ cả nhà. Chỉ là mấy mười giây thôi mà hơn là mấy tiếng đồng hồ. Đó, nó không phải đơn giản đâu, để lên đây cái bộ phải là mẫu đây. Mẫu hiền ở dưới nước luôn. Ở đây là mình làm thật sự đó các bạn. Dạ, không có ghép cả. Dạ, 500 anh em đang cạnh tranh luôn chúng ta nha. Chúng ta luôn công á. Đáng nha, anh tin chứ này là có siêu phẩm nè, anh tin có siêu phẩm nè. Lấy bóng nước dành nha. Cắt máy xếp ra cho là. Ok, cắt máy xuống lấy bóng nước dành nè. Giữ cái đẹp nè, giữ cái... Nhớ vừa bước xuống là giữ cái váy cho đùi anh nha. Đừng tóc lên nha. Rồi, đừng nước cái mặt nhiều quá. Nước vừa vừa thôi, nước cái mông vừa vừa thôi. Nhưng mà anh xịt qua khoảng bên phải cho con khoảng... Đúng rồi, xịt nữa. Xịt qua nữa. Tới luôn. Xịt qua bên trái, anh Giang á. Qua chỗ xe ha, qua chỗ xe. Qua chỗ xe, qua chỗ xe nửa mét. Rồi. Qua xe nữa, tí nữa. Qua xe nữa. Nữa, rồi, ok. Tí nữa thằng tí này chị Hào rồi chị Hào anh Giang á. Ok rồi bây ok rồi bây giờ sẵn sàng nè, thả lỏng ra mặt nha, rồi chuẩn bị máy chuẩn bị. Ok giữ chân, thả lỏng ra mặt xuống, giữ tay lấy xuống, quan trọng quá sơn, nhẹ nhàng đúng rồi, nhẹ nhàng giữ chân ra rồi nhẹ nhàng đúng rồi lên chân, chân bị cong quá, chân bị cong rồi. Nhưng mà cũng được á. Cắt nha, bây giờ thả lắm nhẹ nhàng nha. Rồi tới nữa, tới sang nhiều lên. Tới tiếp nữa. Rồi ok. Rồi ok. Đó để gán để vậy xuống là đẹp. Cái chân trả lại. Thẳng lại. Đúng rồi, ok. Có như vậy xuống là đẹp. Đó,
cái chân vậy đừng có quạt chân đi qua xuống là cái bị cái chân đưa lên lên ngang. Đúng rồi, đừng buông đâu, đừng buông để từ từ lên đường đấy mà cảm giác. Không kể nó nắm đi, nắm được, nắm cũng được, nắm cũng được, nhưng mà cứ cứ tưởng tượng giống vậy đi xuống vậy thôi. Rồi nhưng mà cái điều quan trọng nhất là gì? Cái chân của em vẫn giữ vậy vậy anh. Rồi, và cái mặt không được căng nha, tại vì em giúp chụp cận em đó nha. Rồi, máy chuẩn bị. Ánh sáng chuẩn bị, quạt nước chuẩn bị. Quán sư thuê diễn viên xuống nhẹ nhàng em không nào, không được căng nào, xuống nhẹ nhàng nào, lại lướt nhẹ nhàng nào, duỗi chân ra đúng rồi. Ngước lên trên đó, rồi, sao còn có chuyện hay đã được giải quyết. Rồi, lên. 10 điểm. Đứng rồi nữa. Rồi, có rồi. Có rồi. Được rồi, còn có rồi. Thêm 2 phút nữa đi rồi, xong hạ nước. Mới còn cắt rồi. Quay nha. Anh thẳng tiếp nữa đi, chú xuống lại như vậy nữa đi. Bây giờ nè, em làm đẹp giống như vậy đó là anh sẽ quay one shot cho em một cái shot gọi là lũ tốt cầu đường nè. Rồi, ok. Nó đang được, anh đẹp luôn đấy. Em đã biết được câu chuyện rồi đấy. Ok. Rồi, gác xuống đi, thẳng đi. Đang bị chéo rồi, đang bị ra ngoài rồi, thẳng chân giữa lại. Rồi, xuống, nghe đó, xuống, ok. Xuống. Đẹp. Đừng căng mặt, thả lỏng, đúng rồi, thả lỏng. Đường cái là các anh, đường cái là nó là ngang được. Okay. Rồi. Đó, làm lại cái nữa nha. Dạ. Rồi, bây giờ anh quay này, mặt không được nghe ấy nha. Okay. Rồi, ok. Đó. Rồi, chuẩn bị nè. Anh quay nha, mặt không được căng nha. Nào. Máy chuẩn bị. Xuống. 1, 2, 3, đập nước, rồi xuống, kéo tay xuống nhẹ nhàng. Rồi, tiếp tục. Được, ổn. Làm lại cái nữa, nhưng mà đừng căng nha. Lại cái nữa đi. Rồi, đừng căng mặt nha, căng dạy ra đẹp á, đang đẹp á. Ok. Lại cái nữa nè. Rồi, xuống nhẹ nhàng nha. Rồi, nhẹ nhàng nha, lướt nè, sang lướt nó sang người vô. Rồi, xuống nhẹ nhàng nha, đừng căng mặt nè, xuống nhẹ nhàng. Rồi, xuống. Điện hình, đúng rồi. Đó, cái lưỡi điện hình, đúng rồi, đẹp đỏ, đúng rồi. Ok, rồi được rồi. Thôi, đổ lại eo, đổ xét. Rồi, đưa vào tay bằng cầm. Rồi. Rồi bây giờ hai cái chân của em bắt chéo vô lại và cái tay xuống là em cầm đó hoa và em sẽ đưa lên em hửi hoa lên nhà, đưa một cái hoa lên trời nhà bây giờ. Bây giờ em chỉ việc tập trung và chú ý cái đó hoa cầm tay của em thôi. Còn cái đó hoa lớn là em không cần phải chú ý nữa. Cái tay đằng sau em cầm đó hoa cũng được, không sao cả, em cầm như có lực á, em cầm nhưng mà cái tay kia này là em cầm hoa này, diễn là phải em tương tác với hoa là em cầm cái tay á, để tụi anh tập trung cận lên. Nha, và lát bóng nước của em. Và cái này quan trọng nhất là cái mặt của em để tự nhiên nè. Nha. Rồi, má sẵn sàng. Rồi, máy sẵn sàng, ánh sáng sẵn sàng chưa? Ok. One more. Action, diễn, nhẹ nhàng xuống. Chúng ta đi qua. Đúng rồi, kể nó, là cứu. Em ơi, chiếc này là cứu nha. Bạn tại vì bạn cầm cái đó hoa đó, bạn không có lực để lên sang cái chú ý lên sang. Do dò nha cho anh ơi. Thẳng tới đi. Có bị cứng rồi không ạ? Rồi, bây giờ em xuống là sang sẽ đưa hoa cho em. Nha. Rồi xong em diễn xong rồi em cứ giục nó hoa cũng được. Đúng rồi. Ok, sang lấy hoa. Và cái này nè, em phải tương tác với đó hoa nha, giống như là em hửi hoa, em cầm hoa, em nhìn hoa lên trời á, để cầm hoa lên, em diễn cái đó hoa cho em nhé. Rồi, ok. Chuẩn bị, sang sẽ đưa hoa cho em và nấp vào liền. Và em diễn xong cái liền hoa luôn cho anh. Rồi. Máy chuẩn bị. 1, 2, 3, diễn. Thả lắm các bạn, xuống. Dục tóc, đó. Là nào. Được, cứ. Chưa không được không, anh cầm hoa luôn đi. Ok, cầm hoa luôn đi, sang đưa không kịp không? Bây giờ anh chỉ thả cho nghe, đây đây. Nghe thẳng được cái ôm xét kiến này, mình ra giữa hồi tí. Rồi, sang ơi. Đó, anh đưa, đẹp đưa cho bé nào hoa luôn, cầm hoa luôn. Thẳng cái chân em mỗi lần chân xuống là cong lên không nha cho anh. Rồi, ráng lên dài ra đầu chuẩn bị xuống luôn nè. Đó giờ là biết lực luôn nè. Thả thôi là tự xuống nè. Thẳng chân luôn nha cho anh.
Rồi bây giờ chính nào á, bây giờ là chính này là sự trợ lực đi. Rồi thẳng chân nha. Rồi mặt đẹp nha, mặt đẹp nha, không được múm nha. 1, 2, 3, mấy. Thẳng chân, mặt nghiêng ra. Rồi, rồi cứu. Được. Đó là cái nữa tôi sẵn. Rồi bây giờ cho anh Phong 3 cái 45 độ. Rồi lại đi. Lại là giữa hồ nha, được ôm sát vô tới hồ trong này. Dạ. Rồi. Rồi, ráng mặt đẹp ra nha, mặt đẹp ra Phong đi, đứng thẳng nè, đứng thẳng nè. Rồi rồi. Mặt đẹp ra nè, đứng mươi ra, đứng căng nha, đứng mươi nha. One shot ăn ngay nè, one shot ăn ngay nè, xuống nè. Nhẹ nhàng nè, tí nữa hiền hình nè, tí nữa hiền hình nè, duỗi chân ra. Đúng rồi. Đâu lượm. Xong rồi lấy, có hình rồi. Rồi. Thấy cái này đẹp và tự nhiên hơn á. Nó đẹp rồi mà cái tóc của em nó bị vướng một tí xíu. Nếu mà em có cảm giác em vướng thì em vướng tóc rồi nha. Làm lại cái đây là lại cái đây, cái dáng đẹp quá trời luôn. Cầm con đi nó xuống luôn. Rất đẹp. Đấy, các bạn thấy không? Dưới nước là cả một team để thực hiện. Cả một team phối hợp vào nhau. Và nhiều bạn thường hay hỏi là bạn này làm biết bơi vậy nha, là có một bạn xuất phẩm trong hồ nè, để yên tâm thì là chỉ là 5-7 giây là mình đem ra luôn, không chơi những lâu. Rồi, cho chúng đang đẹp nha, chúng đang đẹp nha, nhớ tóc nha. Anh Phong tin là cái số đẹp sẽ làm được, máy chuẩn bị. Anh em chuẩn bị nha. 1, 2, 3 diễn viên thả lỏng cơ mặt. Thả lỏng cơ mặt nhẹ nhàng, vuốt tóc nhẹ nhàng là lướt. Chân thẳng ra. Còn giữ hơi nhiều quá, thất bại. Lên, làm lại đi. Đây, cắm sát vô hồ quá, ở giữa là được cắm mặt vô hồ. Mình sát đây. Em làm giống như nãy á, bước đẹp. Em ơi, anh Phong cần một shot này thôi nha. Một shot này. Thẳng nha, thẳng cái lô. Cẳng chân nha, mặt đẹp trên phong nha. Như vậy thẳng thì không có xuống rồi, ok. Rồi. Mặt đẹp trên phong nha. Mày. Chuẩn bị. Ánh sáng chuẩn bị. Chuẩn bị, chuẩn bị. Quạt nước sang ơi. Quạt nước chuẩn bị nè. 1, 2, 3, thả tay quạt nước. Rồi, 1, 2, 3, sơn diễn. Thả. Rồi. Thả nhẹ nhàng. Duỗi chân. Duỗi chân. Không nghe thấy đâu. Rồi, có nghe đó. Rồi xuống cái nữa là không kêu anh nhớ để cho nó lại em nhưng mà xem còn rất là em ơi, vậy nè. Dạ. Hồi nãy là mình làm tốt rồi. Dạ. Bây giờ mình cố gắng mình làm tốt thêm một shot này nữa thôi. Ok. Nha, cố gắng đây nha. Dạ. Giờ mình phối hợp nè, phòng bình đầu phối hợp nha. Dạ. Ra một cái shot nè, cánh đầu nhanh nha. Rồi, thẳng chân nè. Rồi, không được căng thẳng nha. Bây giờ xuống nha, nhấn chút tóc ra không thành lả lướt ra không gái nha. Dạ. Không được căng nè, một shot này là ăn ngay là ok nè. Rồi, máy chuẩn bị. Thẳng nha, đừng vô hồ nha, đừng sát mặt kiến nha. Từ từ nha. Thẳng nha. Bật nước được miếng không sang? Rồi xuống. Ok đó, không quan trọng. Rồi. Rồi đẹp rồi, được rồi, ơ đứng đi. Đó, còn nhóm chân nhiều. Cái gì? Chỗ em dài là ok đó. Sao? Dút cân cổ, dút cân cổ bọt đi. Chân còn nhóm quá giờ. Trời đất ơi. Được chưa, chưa? Tắt vô đâu? Chăm chăm còn nhót vô lắm. Rồi, được rồi. Hai em lặn lại, lặn lại cái lên coi. Lặn cái quay sốt lại cho đẹp nha. Lặn ra. Chăm bơi cái chăm. Rồi đổi cái bông đi, đổi cây. Sang ơi, rửa cây, rửa hoa, rửa cây, thấp xuống. Đổi cái cây, cây hoa đó, nó ngay xuống dưới. Rửa cái cây, cho cây ngắn lại đó, cho cái hoa xuống nước chứ nó cao trên nước rồi. Em cho cái cây nào nó vừa dưới, nó ngắn thôi, rồi bỏ hoa vô.
Lỗi hoa luôn hả? Lắm lên, hấp chấp, hấp sốt, ăn sốt, chăm, ăn sốt. Bơi, bơi cái giò, bơi tung, tung cái giò. Hoa to rồi Sang ơi. Cấm hoa to, hoa nhỏ xíu vậy. Cấm hoa to vô đó. Con tủ rồi, tủ bự cũng mới bị bạc giòn. Thì nó bạc qua cái là bạc này. Ở bữa cũng bị một lần vậy là mà. Cái cây nó cao vậy sao? Dạ. Nằm trên mặt nước không vậy? Dạ. Em cắm vô chưa? Cây ngắn kìa. Cây ngắn kìa. Thôi. Cái con kia thì nó mới. Ủa đây cây ngắn kìa. Có cây là ngắn không? Có cây là ngắn không? Thấy ngày này anh thấy có mấy cây kìa. Cái bông bự thì chỉ có cái ống to thôi. Đâu? Đâu là bỏ vô rồi, đứng lên coi, đứng lên coi, cắm nhanh coi coi. Từ từ, đi vô. Trời, cái này dài quá đúng không? Để nó cắt. Để cắt cây. Không xuống rồi, tay em cầm cái này, còn tay là anh Dương giúp tắt rồi. Anh học xuống rồi, cái giữ được không? Là giữ không cần rồi. Để sâu rồi. Muốn nhỏ ấy rồi. Ta thẳng ngực đúng rồi, đó, 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 đó. Quăng vô. Đạp. Phải quăng. Đạp xong rồi vuốt cái bóng nước này cổ nha, nhiều bóng nước này cổ lắm á. Mình vuốt cổ mình cái nha, từ cầm xuống nha. Chưa còn, đạp tiếp đi. Đạp tiếp nữa. Về còn nguyên một cái cục bên phía tay trái. Đúng rồi, đó, ra. Đúng rồi. Rồi. Khoan, Trang ơi, xích ra giữa đây, thiết định cái này, giữa vô. Rồi, lại thoải mái vô đúng không? Vô nữa. Giữa mặt đẹp thôi nè, chứ là mặt đẹp thôi đó. Rồi. Rồi, như thế này, bây giờ vô đây em quay nè. Dạ, tự tin nè, đập nước rồi. Có rồi, nước vô, sang nữa ra, đặt bọc nước đó, chứ đặt vào sát của em á, rồi nó quẩn là được rồi. Rồi, xuống đây. Xuống nào. Xuống đây. Xuống đây. Đó, cái tay vô quá, ôm tay sát chưa tí. Rồi, nó lại đây đưa lên. Đó, tôi kỹ giống vậy đó, mà mặt đẹp ra xíu nha. Rồi, mặt đẹp thơ lên xíu nữa. Không, cái tay cầm con tay là con kho kia. Ừ, lại. Cái tay kia. Cái tay ở ngoài giúp. Rồi, cái tay ở dưới. Không, thả sát xuống rồi, đừng buông ra ngoài. Bây giờ nè, mình vuốt tóc nó, mình thả xuống, mình diễn thơ. Được không, từ cái bụng tay ngang ra xa nha, cho anh. Ê, mình xuống rồi, văng đi, xuống rồi, anh văng. Sát ra giữa hồ tí cho anh ơi. Quăng quăng cười nhẹ nhắm mắt xíu luôn. Thấy không? Ra tâm hồ cho anh cho nó. Chậm chậm lên xíu ok, thì nè. Ra tâm hồ. Sát cái hoa đi. Đúng rồi, vô đúng rồi. Đó, xin lên chỗ sang tí, xin lên chỗ sang tí. Rồi, ok. Rồi, ok. Rồi. Ok. Đúng. Đúng này, mặt đẹp đó nha. Không mà nó quá. Áo này phải thả hơi luôn. Em thả hơi, cái công thức thả hơi đâu rồi? Cái công thức thả hơi đâu rồi? Mình thả hơi thì mình kiên chống chân được rồi. Ừ, mình thả hơi nó mới chìm xuống, rồi mình chống. Ừ, mình thả hơi. Bấm thả hơi. Nhưng mà đừng có ở giữa, đừng có lên trong kia. Đừng có bầm môi, đừng có lên trong đó nha. Ngay giữa thì gãy sang ngay khúc này là đẹp nhất. Rồi, đó. Rồi. Thẳng lấy hơi, thả hơi. À, mặt đẹp đứng bấm. Mặt đẹp lên, chút. Rồi vô. Người duyên dáng lên. Đúng rồi, đẹp lên, đúng rồi, đó. Lại. Đúng rồi. Cái tay đừng bung ra quá là thấp vô, sát người cái tay bên kia. Đúng rồi, mặt đẹp lên nha, đúng rồi, đó.
nó đa chiều lên, nó trước nó sau, giống như mình cái người 45 độ mình, nhưng mà có IQ mình phía sau nè. Em thải hơi nha, trăm cái dáng, giống như giữ cái dáng này nè, em giữ cái dáng này đó, hiểu không? Em giữ cái dáng, em giữ cái dáng 45 độ em không, giống như IQ mình phía sau á, mình lãnh nước mình nói trăm ơi, nó ơi sao vậy đó, hiểu không? Tưởng tượng đó ơi đó, nó mới đẹp, vút tóc vô, hiểu không? Mặt đẹp lên, xuống nó cười cũng được, thoải mái lên rồi, làm lại rồi, okay. Mà nhớ thả hơi mới làm được điều đó nha. Rồi vô, dứt. Được, em vẫn còn hơi, vẫn còn hơi, vẫn còn bị hơi nhiều quá, bị cáo chân á. Bây giờ là sao? Bây giờ có cách nào? Chân mà còn bị chân cái áp, cái chân của em vẫn bị nhấu. Anh không muốn em nhấu, tại vì em nhấu cái xíu là em bị chụp rút á. Bây giờ không nhấu nha, không nhấu nha. Bây giờ anh sẽ đưa cho em cái này. Lật lại. Lật lại em. Rồi đứng lên đó nha. Rồi anh đi học xuống diễn thôi. Rồi thoải mái ăn chưa? Thoải mái chưa? Bỏ hai chân lên luôn. Rồi anh đi học xuống diễn thôi. Em thằng đi đâu hết á. Mà em thải thôi đi. Em dịch cái tay rồi, rồi xuống rồi. Cái cây bên đây được không? Cầm thách xuống lên, thả lá đứng lên, mặt đẹp ra được rồi, mình bỏ cây thôi, rồi vậy thôi. Rồi ok, không cần thôi, vô cần nè. Đẹp nè. À, lá nước này. Vô. Hoa được chứ, có thể được. Thắt hoa nhớ đúng rồi. Đẹp này đó. Đó, là nước đó, đúng rồi. Đó, lượm bạc. Lượm. Như vậy đó. Rồi thành cái đi, giống vậy đó. Nhưng mà em xuống này, mặt thơ lên. Thả cho cái đường thơ lên. Phê lên. Thơ mặt phê mở mắt, nhắm mắt phê lên đó, dĩ phê lên. Đang phê đúng không? Phê lên, dĩ lại. Rồi, mặt ấy ra vậy đó. Ở đó, cái hoa nhớ để thắt cho người kia. Hoa để thắt cho người kia mặt nha. Rồi xuống này. Ok. Rồi xuống này. Đúng rồi, thả ra ra. Đúng rồi, diễn trăm ơi đó. Mặt phê lên trăm ơi. Cái gì vậy, giống cái gì quá vậy, giống gì vậy, không được chạy đó, cái đó cái chân của em không được chạy ra khỏi cái trụ đó, cái đó em chỉ được phép ở đây đó thôi nè, em hộp xuống nè, đứng lại đùi xuống rồi được chưa, rồi em sẵn sàng như trăm rồi, xuống nha, mặt đẹp nha anh nha, rồi ok, lại lướt lên đừng có nhăn mặt anh đâu, mình lại vô hồn nữa rồi, vô kiến rồi đó. Lại sao cái vô kiến mày vậy? Ấy là em không có được bay, em đứng như thế đó thôi. Bắt buộc nè, nè, em phải thả hơi ra nè, em thả hơi ra, rồi em chỉ cần nhúng vậy thôi, cái mặt nước em nhúng xuống 15 phân thôi, em không có được xuống sau. Đi vào đó, đừng đi vào đó, em nhúng xuống vậy thôi nè, cổng chân em được cửa đấy, em thả hơi ra, chỉ cần nhúng rồi một cái hoa này, em nhúng rồi thì cứ lên trời, em ôm hai tay hoa này, em nhúng luôn thả thêm trời. Ok. Rồi chung. Cố lên nè, thả ra ra. Sao vậy? Còn lại. Sao quá vậy? Sao quá. Vừa thôi. Vừa thôi. Xuống cái. Anh giờ học xuống dưới cái khoa thôi, dưới cái khoa. Lấy hơi giống vậy. Được mà. Đó đứng lên đó. Rồi đứng lên đó luôn, hai chân đó. Rồi diễn đúng xuống rồi. Đúng xuống, học xuống rồi diễn ngón. Vừa thôi nha. Vừa thôi, chứ không xuống sau. Quạt nước sang rồi. Quạt nước. Rồi xuống lên nè. Còn lấy hoa lên nè. Rồi xuống. Đúng rồi. Đó mặt đẹp lên đúng rồi, đó đẹp đỏ trắng đậm thiên cung của tôn cầu trường đó, đúng rồi, hay quá em ơi, đó là lúc vậy đó đúng rồi, lúc tóc cái mày trẻ thôi, đẹp kiểu vậy đó. Rồi bây giờ đưa hoa đi, bỏ không cái đi nha, đẩy cái bột này, cái cục này xích vô tí xíu qua bên bên xe sang, đúng rồi, để bên kia, qua nữa đây. Rồi mặt đẹp anh nha. Nè, xuống đó chứ. Nè, em chỉ cần cầm hai tay luôn. Em thả sải thôi, rồi em cầm em nước lên trời nè, phê nè, nhắm mắt lại cũng được. Rồi, quạt nước sai. Rồi, xuống nè. Phê này thải thôi ra. Còn hơi, tại em không thả hơi. Em phải thả hơi giống như anh đó. Chịu đựng nè, thải thôi nè. Không còn biết hơi luôn luôn. Ờ là bạn cái nghe mặt hay cũng dẫn được. Nghi 45 độ đừng ra ra. Nghiêng qua đây ra. Nghi 45 độ. Vậy giống vậy thải hơi ra là mới diễn được. Ok, giống vậy đó. Nghi 45 độ. Thải hơi ra mới diễn được. Thải hơi ra. Thải hơi ra mặt thả lỏng mặt, thả lỏng mặt. Đó. Đó. Rồi, vẫn còn ngón, bị mất.
Em để mặt nặng bình thường là đẹp. Không như vậy là đưa cho mặt kiến rồi. Rồi, cái đây nè. Đừng đưa cho mặt kiến thôi nha. Đúng rồi, ok, còn lại nha. Đừng muốn bè, đừng muốn bè, thả mặt lại nha. Đừng muốn bấm, với lại ở giữa đừng có đưa cho mặt kiến. Đó, mặt em đó, rồi ok, mặt bình thường nè. Thái thôi ra. Rồi đó, ứng ra sao, ứng ra. Rồi, thái ra, vào đây. Thái thôi ra. Đừng bút, thả xuống. Đó, nhẹ nhàng, đúng rồi. Đó, đẹp quá, chẳng động đúng rồi, đẹp quá trăm anh ơi. Đúng rồi, nổ tung cầu điều đó. Lúc này lúc đó, nói gì đi kêu Nguyễn. Được rồi, có hình rồi. Rồi, có hình rồi, lấy ông nè. Rồi, bây giờ anh diễn solo cho anh. Tưởng tượng cái bài hát trong đầu mình. Quá ngọt, khóc nữa. Hớn chưa có. Đừng có qua ống nước đó, đi diễn vậy đó. Nhớ là tay đừng để qua ống nước. Xuống dưới đó phải tưởng tượng bài hát ở trong đầu mình diễn okay. Kiểu giống vậy. Thì cái động tác mình nó phải chậm. Đúng không? Rồi, đợi. Xuống nè. Xuống nè. Vô. Thôi lại, mấm rồi. Đó lại nghe, bị mấm nghe, mặt giống như là vừa sắp lên chút kia bây giờ. Không, bây giờ, giờ. Không, bây giờ không muốn lên xuống nè. Ôm tay thôi. Ôm nè, đang thôi. Đây nè, đúng rồi, xin góc 45 độ. Đây nè, đây nè, nè, phát không? Đúng rồi, vậy thôi. Nè, nè, xuống nè, hai đầu phát nè. Nè, một, đó, hai, eo, tay sát vô, không dùng tay, eo sát. Em sát là nó đánh bóng lên nè, em quay lại, em lên nè, em thấm lui rồi. Giống như cái gì, đun dừa đó. Sao mặt nước đi sang. Ok vậy nhá, em hiểu được ý chưa? Mà mặt đẹp nhá, mặt đẹp giống như sốt dừa rồi á. Là mới đẹp. Rồi. Đó, ông cười, ông nhắm mắt thì tuyệt. Rồi xuống này. Rồi xuống, cảm ơn. Rồi xuống này. Xuống này mặt đẹp nhá nè, có hình rồi. Đúng rồi, mặt đẹp nhá, nước đào lên, nước đào lên trời. Dưỡng hơn quá, lên. Em còn hơi. Em muốn làm gì á, còn phải xả hơi ra, em mới làm được. Tại em chưa xả, làm lại nha. Tôi đúng rồi. Ok, giữ im đó. Ok, giờ tôi xuống rồi. Mặt ở trời nha, trước mặt trời. Rồi. Nhắm mắt chứ mở mắt. Mà không được căng mặt. Mặt đẹp lên, tưởng mặt mình đang đẹp lên bờ sao. Cái tay sát vô, tay sát vô. Rồi, ok, rồi, xuống này, ứng được rồi nha. Rồi, mặt đẹp nè. Phải đi nè. Ngã đầu lên đi. Ngã đầu ra. Mặt đẹp ra. Rồi, bị nổ rồi, thả thôi nè. Em bị còn hơi. Em cứ thả ra đi, lại lặn xuống đây nè. Nha, thả ra. Rồi, thả ra chịu được nè, hết hơi chưa? Rồi, hết hơi, đừng có hơi lại. Hết hơi ra, rồi xuống. Cái lại. Rồi. Không có chân kia giật mình kìa. Rồi, tóm sát tay chưa? Rồi. Rồi, ok, anh trả một miếng nữa. Tăng một tầm. Rồi, giờ hết sạch đối nha. Nhưng mà chúng cần đầy đủ luôn. Bây giờ mình nói thêm tấm này thôi, xong rồi ổn. Nhưng mà nó xuống cái chân vừa cái chuyện này quá. Đừng có quạt chân, đừng có quạt thôi mà. Cái chân phải động lại. Vẫn thấy được cái chân. Nè, em chỉ vậy mà. Em diễn sát này giống vậy nè. Bây giờ ổn xuống vậy đâu mà. Nó chỉ vậy nè. Ổn xuống vậy, nó còn này nè. Cái mặt này, cái mặt hướng trời nè. Một, hai, ba vậy nè. Ổn như là có hình thôi. Một, hai, ba, ổn chụp đây, chụp cái mắt. Chụp đi, nó có hình thôi. Mặt đẹp, thái thôi đó. Mặt đẹp. Đó, cái chân vẫn quạt. Vẫn tạc rồi. Cái chân kia là cũng tạc rồi. Thấy chưa mọi người tạc? Đây là cái chân của em bị tạc ra ngoài quá. Em đừng có cho cái chân em tạc ra. Em đứng với nó. Ok, một lần dạc. Thôi xuống thẳng thôi. Rồi, nè. Rồi, không mạnh rồi. Hết hơi luôn xuống luôn. Nhắm mắt luôn. Đó, hát. Xuống là ta nhờ này. Cái thằng như xuống là dạc kia không? Anh hỏi em lên hả? Rồi. Anh thấy giữ thôi á. Em thử thả thôi. Em thử dịp luôn. Em giờ em thử làm cái gọi là không còn. Em bóp cho tay vô bụng. Hai tay bóp vô bụng. Em đẻ thôi nè. Không còn biết thôi rồi. Em thử xuống. Nó bảo làm em dịp luôn. Cái chân khép lại nhá, cái chân khép lại, cái chân của em được cho tặng. Cái chân của em được cho tặng. Khủy rồi, gối xuống á. Đừng tự là khủy rồi, gối. Khủy không? Em bị coi, em bị coi. Em bị cái chân ra coi. Khủy trong đó. Rồi. Vậy thôi. Vậy thôi đó.
đó thì dư mong lên anh thấy mọi người chừng nè rồi đó dư mong lên rồi là làm thấy thôi nè rồi dư mong lên dư mong lên còn nữa rồi dư mong lên đó chỉ vậy thôi đó nhưng mà chưa đã lắm làm sao mà em có thể mà ấy được ta đó rồi bây giờ này anh em giữ đó giữ im giá nha đừng có thay đổi giá rồi ok nha nha đã rồi thấy thôi nè rồi nhắm luôn rồi nhắm mặt anh trời dư mong lên rồi dư mong này chưa nè, nè, nè. Bị móng miệng. Bị móng à? Rồi bây giờ này thẳng ra đầu chưa? Rồi, còn lại nha. Các cái tim này cái tay này cầm thấp xuống, tay trái cầm thấp xuống, còn tay phải mình đây nè, nha. Nè, em để cho nhau đúng không? Giống đây nè. Nè, em chỉ cần nhúng vậy là có hình không ạ? À, em nghĩ nó đơn giản mà nó sẽ có đơn giản. Và đừng gặp mặt. Đúng không? Đừng có gồng cái mặt mình. Rồi thả lỏng cái mặt đó xuống nè. Thả cái tay tự nhiên, cái tay phải tự nhiên. Rồi. Cười lên, tươi luôn. Rồi. Ok, đó. Rồi. Được rồi. Nhưng mà cách. Rồi, cúp. Cười lên. Rồi. Em đừng có cho nó quạt cái chân được không? Khép cái chân lại. Em chỉ cần nhúng xuống thôi mà. Không cần xuống sau, chỉ cần nhúng xuống thôi. Thải ra nhúng thôi. Ủa nhưng mà ta bỏ ra đứng dưới được luôn mà. Mày đứng còn cái chân đó. Lát cái chân lại quạt. Em chụp cẩn lên. Rút tắt chân. Đó. Đó như vậy thôi. Rồi. Nhưng mà chân khép. Bây giờ em làm sao mà em được cái chân em đừng bung ra làm thành công. Quạt nước hay sao? Quạt nước nghe. Anh xuống mà em thấy cái chân của em ra được không? Đứng dưới cho khỏe luôn, đứng là bập bên. Rồi, được không? Rồi. Đó đứng dưới. Rồi, cái chân của em sao? Chân trước sao? Đứng lại vậy đúng không? Rồi, đứng kiểu nhúng luôn. Đứng sao? Đứng xuống. Em nhúng xuống, em dẫn mông lên coi coi. Nói chung là khép hàng rồi mà. Khép hàng rồi nè. Rồi. Rồi, em xuống em dẫn mông lên. Nhúng xuống rồi, nhúng xuống dẫn mông lên coi. Ngửa đầu ra, ngửa đầu ra. Đó. Nhúng tóc liên tục, nhúng tóc này. Rồi xuống. Nha, em. Thì cái nhà nè. Nè. Nhà nó có hình nè. Rồi, ok. Nó vậy thôi mà, nó chỉ đơn giản vậy nè. Nè. Còn có tay em dịch ra rồi, hoặc là em để dài nè, nó chỉ dài thôi. Rồi, ok. Dài là có hình nè, nè, okay. cái mông mà chữ S á. Nè, là nó thấy đào sao nè, cho tóc nó bay. Ok, cái mông thấy dẫn lên. Ok, là có hình, ok, rồi là có sót nè. Thấy không, chụp bụi dưới nước nó chẳng ăn chẳng quấn, nhưng mà đơn giản là không. Rồi, đá này, đá này, rồi, xuống này. Chú cấp. Đúng rồi. Đứng 10, thả lắm các bạn. Rồi. Sao được rồi. Rồi nhắm mắt ra nè, giờ xong này nhắm mắt. Rồi, xong. Đi lên đi. Dạ em đã rồi. Xuống một cái là em đuối hai cái tay, tại vì khi mà lúc mình làm mình phải nắm tay nè, thì buông tay là mình mới thả xuống. Giờ đuối hai cái tay. Hai cái tay nó nổi chuột luôn, nãy giờ lên chuột luôn, anh nắm gì nè. Còn cái chân bây giờ rã rời xuống là mắt mơ. Hết đi được. Tới câu chuyện luôn á. Trời, làm gì mà bất sức dễ sợ luôn á. Chứ ai làm gì á, bất sức rồi. Bao nhiêu sức là cũng như ngày hôm nay thì lấy hết rồi, trời đó.